chúa và ngài đã cho con một ngày tốt đẹp để tham gia buổi thi này. Bây giờ con xin con lời cầu nguyện này lên cho ngài. Xin chúa ngài ban phước phước cho những người những anh chị trên này được nhiều phước, được được nhiều người tham gia, được nhiều người tin chúa, được vương quốc trái đất này. Tin chúa hết chúa ơi, con xin ngài hãy cho những người này tin chúa, những người ở đâu xa ở đâu gần thì tin chúa hết chúa ơi. Xin chúa ngài bao phủ trên đất nước này chúa ơi, cho những người tin chúa hay không tin chúa đều tin chúa chúa ơi. Xin ngài ban phước, xin ngài đổ phước, xin ngài ban những điều tốt đẹp trên trái đất này chúa ơi. Không có sự cãi nhau, không có sự đi chơi mà không học tin thánh, không có sự giả dối chúa ơi. Xin ngài lắng nghe lời cầu nguyện của con xin dâng lên cho ngài trong danh Chúa Giêsu Christ. Amen.